Cùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và rất vui được đồng hành và gặp lại cùng với anh chị em của chúng ta trên bản tin vào ngày thứ sáu hàng tuần khi chúng ta kết thúc một tuần giao dịch thì chúng ta sẽ có một bản tin phân tích trên bản tin phân tích này thì như thường lệ thôi chúng ta vẫn sẽ có ba nội dung chính phần thứ nhất thì ông Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi điểm qua một số các cái danh mục cổ phiếu khá là cơ bản của thị trường và tuần này thì cũng sẽ phân tích thêm cho các anh chị một số các mã cổ phiếu rất là hay Uh, dabaco vpg smc và mã cổ phiếu ads ngoài ra thì uh, đối với uh, các cái mã cổ phiếu penny và hàng đầu cơ ở trong thời điểm hiện tại thì cũng đang có những cái tín hiệu khá là tích cực và các anh chị uh, nếu mà chúng ta đánh hàng đầu cơ thì chúng ta lưu ý đến một số các mã cổ phiếu gồm có mã cổ phiếu mbg mst hhs sam uh, cổ phiếu ttf vgc và vhg đấy là những mã cổ phiếu mà các anh chị lưu ý <laughs> uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích cổ phiếu ngành điện À, sau đó đến ngành Viettel đến ngành bất động sản khu công nghiệp à, nhóm ngành xe lắp nhóm ngành thép vật liệu đầu tư công nhóm ngành đầu tư công nhóm dầu khí à, và à, nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán thì trong nhóm banh thường sẽ chọn lọc ra sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu banh thôi chứ cũng không phân phân tích toàn bộ danh mục Bank à, bởi vì danh mục banh của chúng ta đã phân tích à, sóng tăng từ ngày 13 tháng 10 năm 2022 à, cho đến thời điểm hiện tại thì nhóm banh cũng đã có một cái sự phân hóa rất là mạnh À, phần à, thứ ba, à, phần thứ hai thì chúng ta sẽ review lại cái kịch bản phân tích tuần trong video số 177 và phần thứ ba thì sẽ có một vài cái nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới. Và Hùng Lê lưu ý à, với tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư, đấy là tất cả những cái phân tích ở trên video à, video tuần hoặc là các cái video ngày thì đấy là nó nó mang cái quan điểm của cá nhân Hùng Lê và Hùng Lê dựa trên à, các cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu trong thời điểm hiện tại để ông phân tích và chúng ta không phục vụ bất kể một cái mục đích nào đó để tránh anh chị em của chúng ta có những cái suy nghĩ hoặc là có những cái điều phân tâm nó không đúng với những cái gì mà ông lê muốn truyền tải tất cả những cái ý ý ý ý định mà chúng ta phân tích về thị trường cũng như về cổ phiếu và chính vậy nên là chúng ta sẽ cân nhắc cân nhắc trước khi mà xem và khi xem thì chúng ta sẽ chắt lọc được À, những cái lời hay ý tốt những cái ý mà hợp với cái uh, quan điểm của mình hợp với cái ý của mình để mình đem về mình phân tích lại mình thảm thấy à như vậy nó phù hợp thì chúng ta sẽ uh, đưa vào những cái danh mục phân tích của chúng ta và đưa vào những cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ đầu tư trong tương lai với Dabaco, Dabaco hiện tại thì uh, trong cách đây 7 ngày thì cũng đã đưa cái cổ phiếu này vào tầm ngắm chiến lược và hiện tại một số các anh chị em trong team của ông Lê thì đang nắm mã cổ phiếu này. À, như vậy thì uh, chúng ta nhìn thấy là những cái hiện tại này Dabaco đã công được vùng cản uh, 16, 16,7 lần thứ hai Và khả năng sẽ chỉnh cung dự kiến này uh, Sẽ quanh 15 và tất cả cả nhà đang uh, chú ý là chúng ta canh để chúng ta thu, thu, thu gom thêm Và đối với tín hiệu hiện tại của DBC Thì hiện tại nó đang chớm vào cái trend tăng tuần Và những cái cổ phiếu vào trend tăng tuần Thì uh, sau đó nó sẽ đánh rất sướng Và uh, cái phân tích này thì được cùng phân tích vào uh, đó cách đây 7 ngày Đó 7 ngày thì đây, chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu các anh chị nhé Một cái mã cổ phiếu mà theo quan điểm kỹ thuật cùng lên là hiện tại đang tương đối là ok. Thì chúng ta nhìn thấy là tín hiệu kỹ thuật tuần của Dabaco, đấy, cái thời điểm ông chụp cái ảnh này, tức là lúc Dabaco bắt đầu chớm vào cái vùng 16 và hiện tại trong tuần vừa qua thì Dabaco đã đánh được vượt cái vùng cản 16. Ở 16, 17 ở đây và trên cái trạc kỹ thuật tuần thì cô bắt đầu đi vào một cái sóng tăng tuần rất là đẹp và chính vậy nên là cách đây 7 ngày thì cũng đã khuyến nghị các anh chị em với những cái tài khoản mà đang cầm thì canh thu con thêm còn cả các tài khoản mới thì chúng ta có thể bắt dần cái vị thế của Dabaco à, Nhìn về tín hiệu kết tuần, phiên ngày hôm nay nó tiếp tục giao dịch quanh vùng 8 triệu cổ phiếu trên một phiên và giá đã chính thức break vùng 17 tức là cái cản cuối cùng của cổ phiếu này Như vậy thì trong ngắn hạn chúng ta sẽ ngắm lên cản 21.5 đến khoảng vùng 22 Mã cổ phiếu thứ hai nữa là mã cổ phiếu VPG Thì đối với mã cổ phiếu VPG này cũng là một cái mã cổ phiếu mà ờ uh, Trong năm 2021 thì team của Lê cũng đã đánh rất là mạnh và các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó đấy chính là cái thời điểm mà VPG bắt đầu hình thành một cái sóng tăng rất là mạnh và sau đó thì cũng từ đó ra đi đúng không ạ? Và những cái nhà đầu tư mà đu vào những cái vùng 5556 thì cũng đã phải trả giá rất là đắt. Và đến thời điểm hiện tại thì VPG lại bắt đầu có những cái sự hình thành, có những cái sự tích lũy cực kỳ tốt. Đó, quanh vùng 11 5 vùng 12 và trong cái tuần mùng phân tích cũng khuyến nghị cho các anh chị đó là vùng 13 13.5. Đây sẽ là cái vùng mà VPG bắt đầu chỉnh cung thì chúng ta bắt đầu nhặt dần, các anh chị nhặt dần và chúng ta cứ nhặt từ từ và chúng ta chờ đợi thêm cái lực cầu của VPG nó đánh khoảng tầm từ 4 triệu đến 6 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy là thời điểm rất là tốt để mà các anh chị uh, chúng ta thu gom thêm. Tiếp theo là cổ phiếu SMC, SMC thì cũng là một mã cổ phiếu rất là hay và đối với mã cổ phiếu này thì team của ông Lê cũng đã từng đánh ở trong năm 2021 và đến bây giờ thì chúng ta bắt đầu quay lại. Đó, sau một cái nhịp mà nó chỉnh giảm rất là dài và nó bắt đầu tích lũy tạo nền thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta để bắt đầu tính toán để chúng ta quay lại cái xu hướng của cổ phiếu. Uh, sau một giai đoạn mà SMC đã tích lũy vùng 92 đến vùng 98 uh, rất là đẹp Và ở đây thì nó bắt đầu có cái nhịp đánh lên Và uh, cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu uh, tính toán thu gom Đó là vùng 11 đến vùng 11.7 Cổ phiếu này cũng đã được phân tích và khuyến nghị đầu tư uh, Tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích một cái mã cổ phiếu nữa là mã cổ phiếu ADS Thì uh, cái tính tạo lập của mã cổ phiếu ADS này cũng tương đối là hay Đó đây ADS thì cũng đã phân tích uh, AD À, đó, cổ phiếu này từ ngày 12 tháng 3 bắt đầu chúng ta nghiên cứu ngày 12 tháng 3 đó. Đây và những cái tính toán kỹ thuật của ADS. À, từ cơ cấu cổ đông, từ tín hiệu kỹ thuật rồi từ tín hiệu kỹ thuật tuần và tín hiệu kỹ thuật các cái các cái thông số kỹ thuật về cơ bản của cổ phiếu ADS đó. Thì cổ phiếu này như vậy là đến tín hiệu tuần này thì nó là tuyệt vời rồi. Sau một cái giai đoạn mà nó tích lũy thêm vùng 12 5 12 7 đây đã phân tích để các anh chị mua vùng 13 và đến thời điểm hiện tại tuần này đã break vùng 14. Như vậy với cổ phiếu ADS thì như vậy chúng ta sẽ hướng vùng cản 16 16.5. Ngoài ra một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ thì ông sẽ phân tích vào cuối bản tin nếu như còn thời gian, còn không các anh chị quan tâm đến mã cổ phiếu nào thì các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian bản tin tuần thì cũng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của các anh chị. Ở bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái danh mục tiếp theo đó là cổ phiếu ngành điện thì như các anh chị biết rồi điện thì đang có những cái uh, tín hiệu về khá là tích cực về tăng giá điện rồi một số các thông tin bên lề thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm và hiện tại thì chúng ta sẽ chủ đạo đã phân tích ở trên những cái tín hiệu kỹ thuật ở PC1 ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 27.5 vùng 28 và chúng ta có vùng kháng cự ở đây là vùng 30 cái này thì cũng đã phân tích khá kỹ cho các anh chị rồi ở về vùng hỗ trợ các anh chị có thể canh thu gom một ít và về đến vùng kháng cự thì chúng ta canh bán ra tuần này thì nó đánh lên vùng 29.9 và nó bắt đầu chỉnh cung và phiên này thì bắt đầu có một tín hiệu hồi phục khá là tốt ở quanh vùng 28 28.5 như vậy thì tuần tới các anh chị có thể canh mua thêm vùng này và đến cái vùng kháng cự này chúng ta bán ra và PC1 thì chúng ta lưu ý đó là gì PC1 đã có hành trình tăng rất là tốt và đến thời điểm hiện tại PC1 bắt đầu đi ngang Đoạn cái quá trình đi ngang này thì sau một cái giai đoạn đi ngang thì cổ phiếu nó sẽ phát đi một cái tín hiệu kỹ thuật. Ví dụ nếu gãy vùng 26 tức là hết sóng. Còn trong trường hợp nếu như nó bứt được vùng 30 và tiếp tục vươn lên những vùng cản trên này chúng ta sẽ phân tích tiếp theo. Tạo lập người ta sẽ phân phối hàng không phải một ngày mà người ta sẽ phân phối trong một tháng hoặc là thậm chí nhiều mã cổ phiếu mà người ta đánh nhiều thì người ta sẽ phân phối trong nhiều tháng à, đối với mã cổ phiếu GEG ở đây vùng kháng vùng cản 17 và từ vùng 7 này thì bắt đầu dự kiến chỉnh cung à, vùng chỉnh cung thứ nhất đó là vùng 16.3 16.5 thì trong tuần thì vùng 16.3 nó bị mất và nó sẽ đi về cái vùng chỉnh cung thứ hai 15.7 đến vùng 16 phiên ngày hôm nay thì hơi tiếc một tí đó là có những cái thời điểm mà lực cầu khá là tốt phiên ngày hôm nay lực cầu đánh trên 3.3 triệu cổ phiếu là tốt rồi à, và giá cũng đã vươn lại vùng 16.5 Tuy nhiên nó không giữ được Nên khả năng tuần tới thì nó sẽ có cái xu hướng kỹ thuật là test lại ở quanh vùng 16 và mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm ở quanh mười 17 ở mười 17 này thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cái khả năng chịu tải của nó. Ờ gách ở trong tuần trước thì gách đã đánh khá là tốt và mục tiêu ở trong nhịp này thì cũng đang hướng gách lên vùng 15. lăm ờ, tuy nhiên tuần này thì nó cũng chỉ đi đi được khoảng đến vùng 14.6 và nó bắt đầu có cái sự chỉnh cung. Ờ, nhìn về yếu tố lực cầu là lực cầu của gách đã bắt đầu bị cạn đi. Đó lực cầu bắt đầu bị cạn đi và nó bắt đầu tích lũy thì ở đây các anh chị nhìn về đây thì ở đây thì nó cũng đánh lên được đến vùng 15 và sau đó thì nó có một cây nến đỏ này đỏ đặc dài và sau đó thì nó gì nó linh chính đi ngang thì đây nó cũng xuất hiện một cây nến đỏ đặc đài và bắt đầu nó linh chính đi ngang như vậy thì để mà gách đi tiếp thì các anh chị lưu ý vùng 13.7 không được thủng tức là nó sẽ đi tích lũy ở biên 13.7 đến 14 và sau đó lực cầu long phải quay trở lại thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm cái vùng cản 15 đến 15 ở đây còn trong trường hợp nếu như cổ phiếu này bị mất ở vùng 13.7 thì các anh chị có thể cân nhắc chốt bớt bởi vì khi vùng 13.7 bị mất thì cái cổ phiếu cái xu hướng cổ phiếu nó đã về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn và khi về đến những vùng hỗ trợ sâu hơn ở dưới này thì chúng ta lại canh mua đó ví dụ trong cái nhịp này này đó ví dụ trong nhịp này thì hùng đã có phân tích cái điểm chỉnh cung kỹ thuật của gách quanh vùng 12.5 đến vùng 13 các anh chị mua quả này quá đẹp luôn đó xong đó là phân tích cái kháng cự ở đây là vùng uh, vùng mười mấy đây này mười 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 bốn này và nhịp này thì đang cố gắng nó hướng lên vùng 15 đó thì uh, cứ theo thời gian thì chúng ta sẽ phân tích như vậy chúng ta không vội vàng À, POVK hiện tại cũng tương đối là đẹp. Phiên ngày hôm nay hơi tiếc nuối một tí, à, nó đã đánh thủng vùng 13.7 rồi nhưng mà không giữ được ở cái nhịp độ cao nhất. À, ngắn hạn thì POVK vẫn có vùng hỗ trợ kỹ thuật 13.2 ở đây và vùng cản ở vùng 14. À, tư duy chung thì vùng hỗ trợ thì canh mua và vùng kháng cự canh bán à, nhắc một câu chung như vậy thôi. Còn các anh chị tự à, vận hành cái việc của nó. Cổ phiếu TV2 à, rất là tuyệt vời. Thì đối với TV2 nhịp 1 là hùng đã phân tích và hoàn thành cái target ở vùng 28 sau đó nó chỉnh cung thì vùng chỉnh cung kỹ thuật 26 vùng 26.5 này đã phân tích khá là kỹ và chi tiết cho các anh chị rồi và sau đó thì nó chỉ, nó tiếp tục phải công lại vùng 28 phiên giao dịch ngày thứ tư đạt vùng 28 và phiên giao dịch kết tuần thì nó đang tiệm cận về vùng 29.5 đến vùng 30 31 ở đây thì các anh chị lưu ý đối với TV2 ở đây là cái nhịp này cái vùng cản này là vùng cản rất là mạnh và những cái điểm mua ở TV2 thì cũng đã có phân tích khá là sát rồi đâu đó ở khoảng vùng 23 23.3 cho các anh chị rồi và đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ vào những vị thế tốt và thậm chí là trong tuần vừa qua thì những cái điểm chỉnh cung lại đây thì chúng ta cũng có thể nhạt dần không ai có thể giám sát được đâu ở đỉnh đâu là đáy và tư duy chung uh, nhắc lại tư duy chung đó là khi mà chúng ta ở vùng hỗ trợ thì có thể canh gom và vùng kháng cự thì chúng ta canh bán đó là tư duy chung cổ phiếu bcg thì um, bây giờ là chúng ta đang um, về quan điểm kỹ thuật cùng thì hùng vẫn đang chờ đợi bcg nó đánh một cái chạc kỹ thuật nó dài hơi hơn chứ không phải là ở vùng 9.1 Mặc dù ở đây thì chúng ta về mặt quan điểm kỹ thuật thì cũng đã có phân tích cái vùng cản 9.1 này cho các anh chị rồi, tức là khi cổ phiếu mà đạt đến vùng 9.1 này thì khả năng là gì ạ? Nó sẽ có sự rung lắc và nó điều chỉnh vào đây thì các anh chị đã nhìn thấy rồi, nó đã điều chỉnh và nó đã chỉnh về vùng 8.35. lăm à khả năng như vậy với cái xu hướng kỹ thuật này thì đây chúng ta chuyển cái ướm này sang ướm bên này. Như vậy thì ngắm ngắm sơ sơ thì khoảng quanh vùng 8 đến vùng 8.35 khả năng là cổ phiếu BCG sẽ quay trở lại ở chỉnh cung kỹ thuật. Còn nhìn trên chart kỹ thuật tuần thì Hùng vẫn đang kỳ vọng ở một góc độ tương đối lớn của mã cổ phiếu BCG chứ không kỳ vọng một cái nhịp đánh nhỏ nhỏ như này đâu. Đây. Khi BCG nó vào trên tuần rồi thì nó đánh một cái nhịp từ vùng 8 mà lên đến tận vùng 26. Đó, thì 8324 thôi. Ví dụ như vậy thì nhịp này chúng ta cũng đang kỳ vọng một cái cái trang kỹ thuật như vậy. Và đối với BCG ở đây sau khi mà nó break cái vùng cản 8, vùng cản 8 ở đây thì nó đang cố gắng là đẩy lên trên vùng 8 cộng và cố test lại ở vùng 8 như vậy thì trên trạc kỹ thuật tuần nếu vùng 8 không thủng thì như vậy Hùng vẫn quyết tâm cầm và uh, tiếp tục tích lũy thêm vị thế và chờ đợi nó đánh về vùng 10 12 14 đó là những cái vùng cản kỹ thuật mà uh, dự kiến ở trên trạc kỹ thuật đối với mã cổ phiếu BCG anh chị lưu ý uh, tiếp theo thì uh, nhóm ngành tiếp theo thì cũng phân tích mã cổ phiếu VGI hiện tại VGI thì đang hơi chảy cối đúng không ạ ừ, khả năng là nhịp này thì thôi cố gắng là À, nếu như mà nó đẩy được lên vùng 23.5, vùng 24 thì sẽ canh chốt thôi và hiện tại thì VGI cũng đang có một cái hỗ trợ uh, khá là đẹp ở đây vùng 21.5 vùng 22 hai uh, nhìn chung nó đánh nó đánh hơi 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 kỳ đánh như này hơi chán mặc dù là không bị lỗ đâu nhưng mà nó vẫn kiểu cái không đạt được cái mục tiêu đánh đánh hơi kỳ uh, cổ phiếu CTR uh, như vậy là hai tuần vừa qua thì CTR tiếp tục công cái vùng cản kỹ thuật 6... 7.4 đến vùng 68 ở đây và hiện tại chưa thể vượt qua à, Đồng thời nó cũng có hình thành một cái hỗ trợ 65.5 ở đây, hiện tại là vẫn đang tương đối khá là tốt, khả năng thì uh, Khi mà chạm cái cản này thì cổ phiếu nó sẽ cần thời gian và chúng ta sẽ cần thêm cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta phân tích thêm à, Và các anh chị lưu ý ở trong thời điểm hiện tại là tín hiệu đường mã CD nó đang có cái xu hướng gì ạ, xu hướng đâm xuống xu hướng đâm xuống và xu hướng đỏ nên chính vậy nên là Cái đà tăng của cổ phiếu nó sẽ bị chậm đi à, Và chờ đợi thêm các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo nhóm ngành tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích qua nhóm ngành hóa chất gồm mã cổ phiếu CSV hiện tại thì CSV cũng chưa có nhiều động lực các anh chị chủ đạo là nó đang đi và tích lũy lại ở biên 29.5 đến biên 30 và cản cái tuyệt ngắn ở đây là vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 DGC vẫn DGC thì tín hiệu kết tuần như thế này là hơi đuối tức là gì sau khi mà nó quay về test ở quanh vùng 51 thì nó cái lực bật cái lực hồi phục ở đây nó không đáng kể à, cái lực phục hồi ở đây nó không đáng kể và nó chỉ lên được tí tẹo thôi và như vậy là nó lại tiếp tục quay về nó chỉnh cung như vậy thì tuần tới thì khả năng là DGC sẽ quay lại test ở vùng 48 đến khoảng vùng 50 ờ, à, trong cái trong cái nhóm hóa chất thì cổ phiếu lát là đẹp nhất các anh chị lát là đẹp nhất về mặt uh, tín hiệu kỹ thuật sau khi mà lát đã uh, bứt qua được vùng 9.5 và nó đang tiệm cận lại vùng cản kỹ thuật ở khoảng vùng 11 và khi chạm đến vùng kỹ thuật này thì cái xu hướng chủ đạo của lát là lát nó sẽ quay trở lại nó test uh, test cung và lấp gáp lại ở khoảng quanh vùng 98 đến vùng 10 như vậy thì về mặt xu hướng kỹ thuật ở trong tuần tới thì lát sẽ tiếp tục lát sẽ tiếp tục lấp lại về vùng này và khả năng nếu mà nếu mà trong cái trường hợp mà xấu hơn thì nó có sẽ lấp về vùng 9.5 bởi vì cái vùng 9.5 là vùng cản kỹ thuật nó vừa break qua thì thông thường như vậy, cổ phiếu khi nó break qua cái cản thì nó sẽ quay trở về test lại cái cản đó và test thành công thì cái đó thì cổ phiếu mới bắt đầu mới bắt đầu tiếp tục một cái hành trình kéo tiếp theo đối với cổ phiếu lát. À, nhóm ngành cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thì hiện tại à, nhìn về xu hướng chung, ở trong tuần vừa qua thì nó chỉnh cung và tích lũy, ở mang cái xu hướng chỉnh cung tích lũy là chủ đạo. Thì đối với KBC cũng đã có phân tích cái vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 28 các anh chị lưu ý, đó là vùng cản kỹ thuật rất là mạnh của cổ phiếu KBC. Vùng chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 27.5 thì nó bị mất, sau đó thì nó tiếp tục chỉnh cung lại vùng 27 có thời điểm thủng nhưng kết tuần thì nó lại lấy lại đúng cái vùng 27 ở đây tức là gì tức là sau khi break qua cản này thì nó đang diện nó đang quay trở lại về vùng 27 à, tuy nhiên là về thị trường chung thì cũng chưa nhìn thấy nhiều các cái yếu tố kỹ thuật uh, tốt và À, tín hiệu đường mát thì cũng đang hơi yếu một tí nên là cái xu hướng của tuần giao dịch tiếp theo thì khả năng là KBC sẽ có ở vùng 25 7 26 khoảng vùng 26 2 tức là nó test lại cái 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 mút nến của cái, cái 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 nến của tuần trước ở đây các anh chị Ờ à, ITA thì vẫn đang trong một cái quá trình tích lũy thôi và như cũng có phân tích các anh chị rồi à, đối với ITA nó là gì à, các anh chị đừng có đua xanh bởi vì sau những cái nhịp đua xanh này thì ITA đều có xu hướng trả về nền và nền của nó là ở đâu đó chính là vùng 4 39 vùng 4 và đến vùng 4.15 và phiên ngày hôm nay thì nó bắt đầu trả về 415 và nó rút chân lên vùng 4.2 thì nếu như chúng ta đánh ý thì chúng ta tích lũy từ từ đúng không ạ cổ phiếu SSC <laughs> SSC ở đây thì cản ở đây rồi 36 vùng 37 và uh, trước cái vùng cản này thì tuần này thì nhìn chung là SSC thi đấu không thành công đúng không ạ Uh, bởi vì nó bị mất vùng 34 thành công nó phải giữ được vùng 34 ở uh, nhưng vùng 34 nó bị mất thì sau khi vùng 34 mới bị mất ấy, thì cái xu hướng kỹ thuật của nó là gì nó sẽ tiếp tục uh, quay trở lại quay trở lại về vùng hỗ trợ sâu hơn và đó chính là vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 À, uh, khả năng tuần tới thì cổ phiếu sẽ tích lũy ở khoảng quanh vùng 32.5 Từ đây thì nó sẽ sideways, nó sẽ có một vài cái nhịp ban bật ở đây và xử lý xong cái cụm kỹ thuật này và tín hiệu đường mà ACD nó phải quay trở lại xanh trở lại thì khi đó thì chúng ta mới bắt đầu có thể thu gom thêm cổ phiếu IDC ở đây cản kỹ thuật của nó ở đây là vùng 40.3 và một điểm hai điểm và như vậy là tuần này thì nó tiếp tục công vùng 40.3 nhưng nó công không thành công không thành thì nó sẽ chỉnh cung điểm một sẽ chỉnh về vùng 39 và vùng 39 này chính thức là nó bị nó bị thất bại thì nó sẽ lùi lại về vùng sâu hơn nó là vùng 37.5 vùng 38 ở phiên ngày hôm nay thì có thời điểm lấy lại được vùng 39 cộng nhưng mà không đóng cửa được vùng cao nhất à, nhìn về xu hướng này thì IDC khả năng tuần tới nó sẽ hồi lên lại được khoảng vùng 39.3 đến khoảng vùng 39.5 à, sau cái điểm hồi này thì nó lại nhà nhẹ à, cung lại một tí nữa à, nhà lại cung lại một tí nữa còn à, trên trạc kỹ thuật tuần thì cũng chưa hiểu là nhịp này tạo lập họ đánh IDC kiểu gì mà nhìn thì cũng khá là đẹp rồi đó nhìn thì cũng khá là đẹp rồi nhưng mà không hiểu sao là tiền nó chưa dồn vào để nó đánh lên thôi, chứ còn tín hiệu tích lũy trên chặt tuần của IDC khá là ok. À, VGC, VGC thì tuần vừa qua à, có một điểm à, có một điểm chốt cho các anh chị đó là gì ạ? Vùng cản kỹ thuật ở đây, vùng 38 đến vùng 38.5. năm à, đơn giản thì có như vậy thôi. Vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây thì canh gom ở vùng 32. 32.5 đến vùng 33 canh gom và lên đến vùng cảnh kỹ thuật ở đây đó là vùng 38 38.5 thì cánh chốt bớt đi và như vậy là chúng ta có đến 1 2 hai cái chốt. Chốt xong thì nó sẽ chỉnh cung về 35.5 vùng 36, đây là vùng chỉnh gọi là vùng chỉnh cung 1. Thì cái xu hướng của cổ phiếu là gì? Nó sẽ chỉnh cung từ vùng chỉnh cung cao đến vùng chỉnh cung thấp. Đó thì khi mà điểm này đang tạm gọi là gì? VGC tích lũy thành công ở vùng thứ nhất đó là vùng 35 5 vùng 36 thì nó sẽ hướng về đâu đó khoảng đó, dự kiến nó lại uh, quay về 3 38 38.5 thì có thể chỗ bớt. Hiện tại á hiện tại thì cái cái xu hướng của VGC nó đang tích lũy khá là tốt nhưng mà cũng chưa hiểu vì sao mà nái nó chưa họ chưa đánh lên, à. Uh, còn break được cái cản ở đây, cản 39 thì có thể hướng lên, hướng target kỹ thuật lên quanh vùng 45 uh, Tuy nhiên là để lên được cái vùng này thì chúng ta phải chờ đợi thêm Đấy, lực cầu nó phải ổn định thêm một tí nữa, nó trung trung bình từ một triệu rưỡi đến khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu trên một phiên thì nó là ok Cổ phiếu DTD cũng khá là tốt, DTD thì uh, rất là hay rồi uh, Tuần này thì chính thức là nó đạt 30 trên 30 và bắt đầu nó có một cái chỉnh cung, uh, chỉnh cung phiên này cũng khá là hay nó chỉnh sâu và cuối phiên nó rút chân lên như vậy khả năng uh, cái tính tạo lập của con này thì các anh chị du uh, về bên này này du uh, về bên này đây thì thông thường của nó sẽ tạo thành cái mô hình hai đáy như vậy ở đây cũng như vậy nếu à hai đỉnh xin lỗi cả nhà hai đỉnh thì ở đây uh, khả năng nó chưa chết ngay đâu nó nếu có chỉnh thì nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 25 3 đến khoảng vùng 26 và sau đó nó sẽ kéo lên vùng 30 31 ở đây và đến cái đỉnh thứ hai này trong trường hợp nếu cái đỉnh thứ hai này nó kéo bung tiếp thì như vậy là sẽ tiếp tục có thể chúng ta sẽ xây những cái target cao hơn nhưng đến cái đỉnh thứ hai này mà bắt đầu mà anh em mà thấy nó chốt rồi thì như vậy là đấy là cái thời điểm mà chúng ta canh mà chốt đi và chốt mạnh mẽ lên và thậm chí là chốt hết bởi vì khả năng như vậy đấy là những cái nhịp tạo lập họ kéo lên để họ thoát hàng đấy mình phải biết cái cách như vậy à, cổ phiếu tip à, hiện tại cũng đã khuyến nghị hướng các anh chị à, chúng ta bắt đầu ngắm cổ phiếu này thì đối với tip á, là đây nó chạm vùng cản 22 thì đương nhiên chạm cản thì nó sẽ bắt đầu chỉnh cung cái việc này thì cũng đã phân tích cho anh chị rồi thì điểm chỉnh cung kỹ thuật là 20.5 đến vùng 21 là điểm chỉnh một thì trong tuần này nó bị mất cái điểm chỉnh một đó thì ví dụ như chúng ta khi chúng ta mua say thay vì chúng ta mua ở vùng 22 thì ít nhất là các anh chị đặt mua ở vùng 20.5 thì như vậy là chúng ta đã gì ạ đã lợi được khoảng 1 nghìn rưỡi trên một cổ phiếu sau đó vùng 20.5 này chúng ta mua nhá một ít và tiếp theo chúng ta lại mua nháp tiếp ở vùng 19 19.5 như vậy thì cái cái cách để chúng ta thu gom cổ phiếu thì chúng ta sẽ không thể phán đoán được cái vị trí chính xác nào là cổ phiếu nó sẽ dừng rơi và chúng ta căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật chỉnh cung và tại các cái vùng hỗ trợ để chúng ta thu gom thì tip nhìn về mặt xu hướng có phục hồi tuy nhiên tín hiệu đường má cd là đang cắm và chúng ta phải chờ đợi cái tín hiệu đường má cd quay trở lại đường đua thì cái đấy chúng ta sẽ tiếp tục thu gom mạnh mẽ hơn cổ phiếu d 2 d hiện tại cũng đang tích lũy tương đối là tốt rồi các anh chị nhá đó thì các anh chị nhìn thấy đây Ờ, nó liên tục đẩy những cái nhịp uh, đây hình cung, hình cung và đến thời điểm hiện tại tuần này thì nó bắt đầu đẩy lên được ở vùng 26.5 đến khoảng vùng 27 đây rồi. Và gần như nó đã thoát được hết cái cái vùng tích lũy ở đây. Đó, chính vì vậy nên đấy cũng là cái thời điểm mà các anh chị có thể bắt đầu bắt dần cổ phiếu uh, D2D và cái cản đầu tiên uh, cái cản đầu tiên của nó với tài khoản kẹp hàng thì chúng ta mua dần đi để chúng ta đem cá. Uh, ngắm cả kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 30. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành xe lắp thì đến thời điểm hiện tại nhóm ngành xe lắp các anh chị lưu ý ở trong tuần này ở trong tuần này là nó cái tín hiệu kỹ thuật chủ đạo của nó đang đi ngang à, nó đi ngang để tích lũy chính vậy nên là tín hiệu nó hơi lửng lơ và chúng ta sẽ phải cần thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới để chúng ta phân tích để định lượng cái cái đường đi của xu hướng và vì sao nó lại lửng lơ thì sẽ phân tích ở đây thì các anh chị sẽ biết được cái sự lửng lơ của nhóm ngành xe lắp ở trong thời điểm hiện tại ở à, bất động sản dân cư thì đối với xe ở đây chúng ta có vùng kháng cự 27.5 vùng 28 nó chỉnh cung thì nó sẽ chỉnh về đâu nó chỉnh vùng 26 26 bị mất thì nó sẽ chỉnh về vùng 24.3 đến vùng 24.5 ở đây là sau một cái nhịp chỉnh thì bắt đầu nó xuất hiện một cây nến phục hồi và sau cái nến phục hồi này thì nó cần cái nến xác nhận tức là gì à, nếu... <laughs> chính vì vậy nên lồng mới bảo là chúng ta sẽ phải cần thêm cây nến của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới nó là như vậy trong trường hợp mà sell nó phục hồi lên và nó xuất hiện thêm một cây nến xanh như vậy thì đây là gì? Đây là thiên hướng tốt và với cây nến này xuất hiện thì chúng ta sẽ uh, ngắm cái target kỹ thuật lại ngắm về lại vùng cản 27.5 đến khoảng vùng 28. Nhưng trong trường hợp nếu như mà nó lại xuất hiện tiếp một cái cây nến diện nó test lại uh, ví dụ như sell mà nó test lại ở đây, nó test lại ở đây, nó test lại, đây, nó test lại vùng 24.3 và nó bị gãy vùng 24.3 chẳng hạn như vậy thì nó sẽ tiếp diễn cái xu hướng chỉnh giảm ở trước đó. Đó, nó sẽ tiếp tiếp diễn cái xu hướng chỉnh giảm này như vậy thì cái, cái 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 câu chuyện là chúng ta đi phân tích kỹ thuật là chúng ta dựa vào những cái dữ liệu hiện tại để chúng ta có và chúng ta không phục vụ bất kể một mục đích gì các anh chị nhá không phục vụ một mục đích gì không phải là thao tin rồi không phải là 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 làm thế này để cho nhà đầu tư mua hay là nói thế tốt như này để nhà đầu tư mua hay là như thế này thế kia lùa gà các anh chị một số các đồng chí vào comment là lùa gà thế thế thì vô hình dung là các ông là con gà đúng không ạ sao mà là gà thế để nó lùa mình phải có chứng kiến của mình mình phải có bản lĩnh của mình mình phải có kiến thức của mình nhưng mà mình để những cái thằng khác nó đi lùa thế thì bỏ chứng khoán đi đừng có đầu tư chứng khoán nữa Uh, tiếp theo uh, đối với đất xanh, đất xanh thì ở đây cũng có phân tích vùng cản ở đây rồi vùng 15 Và như các anh chị nhìn thấy đây thì chúng ta thấy rằng ở đây vùng cản 15 nó cũng gặp Tương đối khó khăn và đến đây cũng như vậy tuần trước thì nó khá khó khăn Tuần này nó cố hồi lên nhưng mà nó vẫn chưa thể bứt thoát được Chính vậy nên à, điểm chỉnh cung kỹ thuật sẽ là vùng 14, 14.2, 14.3 uh, Phiên này nó đóng phiên ở 14.1 và có cái điểm uh, có một cái điểm rút chân lên uh, Tuy nhiên cái điểm rút chân này thì đó nhưng cũng có phân tích như vậy bạn phải cần cái tín hiệu để chúng ta đánh giá xem à như vậy ông rút chân như vậy thì vùng 15 ba 15 bảy có giữ được không đó phục hồi không và có lấy lại được vùng 14 ba 14 hai không trong trường hợp nếu như mà ông mà bị thủng vùng 13 năm thì như vậy là nó sẽ tiếp diễn cái xu hướng chỉnh giảm trước đó còn trong trường hợp nó bật lại được tức là có nghĩa là lấy lại vùng 14 ba thì tạm thời xu hướng chỉnh giảm được kết thúc và có thể là chúng ta sẽ quay sang một cái xu hướng phục hồi nói như vậy để các anh chị nắm được toàn toàn cục và toàn cảnh của cái nhóm bất động sản dân cư đó, các anh chị hiểu như vậy. À, đối với DG như vậy đây. Thì DG ở đây có vùng 20 đến vùng 21, đây là vùng à, vùng cản kỹ thuật các anh chị này. Thì như vậy là tuần này nó đang cố bứt qua nhưng nó bứt không được và DG thì nó dính một cái tin thanh tra thanh trẻ gì đó thì nói chung tin tức nó đôi lúc nó là chỉ phục vụ những cái bọn tay to thôi. À, còn mình thì mình tay nhỏ nên là mình cứ thôi thì các anh cứ quẩy đi và em theo cái tín hiệu để em làm. À, với DG phiên ngày hôm nay nó lấy lại được 2 phần 3 thân nến giảm của ngày hôm qua như vậy là tích cực và chúng ta sẽ chờ đợi thêm như vậy phiên ngày thứ hai nó có giao dịch được ở trên vùng 20 20 cộng hay không đó và nếu như DG vẫn tiếp tục mà hành trình được ở trên vùng 20 cộng như vậy thì cái tin tức thanh tra đấy nó không đáng kể và như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục vẫn tiếp tục ngắm cái vùng cảnh kỹ thuật 22 đến khoảng vùng 23 ở đây và sau đó nó sẽ chỉnh cung đó. nó không chỉnh trước thì nó cũng chỉnh sau thôi và khả năng nếu mà nhìn về mặt ý đồ chung ấy thì khoảng vùng 18 đến vùng 18 4 là cái vùng mà uh, DG sẽ tích lũy và chỉnh nền đó cho cái nhịp tăng tiếp theo ở uh, HDG ở đây ở uh, HDG ở đây HDG ở đây thì chúng ta có vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 34.5 đến vùng 35 tuần này thì nó tiếp tục công cản và uh, nó vẫn công chưa thành Nói chung nó vẫn công chưa thành À, tuy nhiên ở đây thì nó cũng vẫn hình thành được một cái gì đây các anh chị một cái phân kỳ tăng ngắn khá là tốt Như vậy tuần tới thì các anh chị quan sát thêm ở vùng 33.8 đến khoảng vùng 34 Đấy là vùng hỗ trợ ngắn hạn của HDG à, Cổ phiếu HDC, cảng kỹ thuật của nó ở đây là vùng 36 phân tích rồi Và khi gặp cảng kỹ thuật thì đương nhiên nó sẽ chỉnh cung Điểm chỉnh một nó sẽ chỉnh về quanh vùng 34, 34.4 Và tuần này thì nó đã chỉnh về cái vùng hỗ trợ một này à, Và trong phiên ngày hôm nay thì có thời điểm là nó có rút về vùng 33.4 như vậy khả năng tuần tới thì nó cũng sẽ có thêm cái điểm test ở vùng 33.4 thêm một lần nữa. Bởi vì sao? Bởi vì là cái tín hiệu đường MACD hiện tại nó đang hơi 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 đuối. Đó và khi nó hơi đuối như vậy thì cái xu hướng cổ phiếu nó sẽ chỉnh cung test nền và nó tích lũy thêm. 55 tín hiệu vẫn đang tương đối là là tốt à, sau khi mà Nam Long đạt target max 35 trên 35 đây chính là cái target mùng đã có dự kiến cho các anh chị rồi và nó bắt đầu diện nó bắt đầu chỉnh cung chỉnh cung thì nó sẽ về ở vùng 32.5 Thủng vùng 32.5 thì nó sẽ sơ sơ nó sẽ đi về vùng 31 31.3 và hiện tại thì Nam Long nó vẫn đang có một cái phân kỳ tăng ngắn và như vậy nếu như tuần tới mà cổ phiếu vẫn tích lũy thành công ở vùng 31 31.3 thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục vẫn ngắm về đây đó là ngắm cản 34.5 đến khoảng vùng 35 và khả năng về đây là bị rũ tiếp. Như vậy ở đây hỗ trợ thì có thể múc một ít và về kháng cự ở đây thì bán ra. Đó. Nhà Từ Liêm, tín hiệu kỹ thuật thì vẫn đang tương đối là ổn định. về mặt xu hướng thì cũng đã có phân tích nhà Từ Liêm tương đối là dài và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã đạt được cái target là gọi là như mơ rồi. Và hiện tại thì chúng ta sẽ tập trung để đánh giá cái vùng cản kỹ thuật của nhà Từ Liêm ở quanh vùng 24 đến khoảng vùng 25 tức là xu hướng khi cổ phiếu tiệm cận về vùng này thì chắc chắn nó sẽ bị chốt cung và đây các anh chị nhìn là đã bị chốt rồi ba cây nến bị chốt thì điểm chốt kỹ thuật uh, thứ nhất nó sẽ chốt về vùng 22 khả năng tuần tới thì nó sẽ già lại cái vùng 22 nhưng mà theo quan điểm Hùng thì nó sẽ về cái điểm sâu hơn cái vùng này trước đây là vùng kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ khá là đắc lực tức là khoảng quanh vùng 21 đến khoảng vùng 21.4 ở đây và từ vùng này thì kỳ vọng là nó lại tích lũy lại hả một hai điểm tích lũy lại như vậy là chúng ta sẽ phải cần thêm cái tín hiệu tuần tuần giao dịch mới để chúng ta đánh giá là chính là vì như vậy đó các anh chị kdh kdh thì như là ông 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 hội đồng bán hay sao ấy đó. chủ tịch hội đồng quản trị bán bán cổ phiếu à? 30.5 là vùng cản và gặp vùng cản thì nó sẽ chỉnh cung Uh, điểm chỉnh cung uh, tuần này cũng tương đối là sâu ấy. vùng 28.5 và nó đang lấp lại được cái nến ngày hôm qua và ngày hôm nay nó đã lấp lại được về quanh vùng 29.5 như vậy là tạm tốt khả năng thì nó sẽ kéo dốc thêm một điểm nữa uh, một cái nến nữa rồi sau đó nó sẽ test cung nhẹ nhàng lại ở khoảng, khoảng quanh vùng 29 chúng ta đánh giá uh, trong nhịp cũ thì hùng đã phân tích tương đối thành công ở vùng 27.5 đến khoảng vùng 28 cho các anh chị ở đây để các anh chị uh, 27.6 gì đó ở đây đó vùng phân tích khá là tốt ở vùng này để các anh chị có thể thu có một cái điểm thu gom nhỏ ở đây và lên đến vùng cản 30.5 thì các anh chị có thể bán bớt đi đạt phương đạt phương ở trong thời điểm hiện tại thế nào đạt phương ok đạt phương thì gần như cũng đã đạt được mắc target 33 trên 33 và nó bắt đầu chỉnh cung nó chỉnh thì điểm một nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 đóng cửa vùng 30.8 như vậy là cũng nằm ở trong cái biên hỗ trợ kỹ thuật Uh, tuy nhiên khả năng ngắn hạn thì tuần tới đạt phương nó sẽ test lại khoảng quanh vùng 30 mươi uh, phân tích thêm và đánh giá thêm ở quanh vùng này uh, phân tích một số các con pen uh, của thằng uh, thằng bất động sản dân cư hqc thì uh, về mặt kỹ thuật của hqc ở trong tuần uh, tuần trước ta đã nói đến cái vùng cản kỹ thuật của nó ở vùng 5 và trong phiên ngày thứ sáu của tuần giao dịch cũ thì HQC đạt được khoảng vùng 5.2 và nó bắt đầu chỉnh cung nó không giữ được cái vùng cao nhất và tuần này thì nó tiếp tục cái xu hướng chủ đạo là xu hướng chỉnh cung khi mà tín hiệu đường MACD CD đang cắm đầu đi xuống như vậy là cổ phiếu thường nó sẽ chỉnh cung đó và tuần tới thì có một cái kỳ vọng nho nhỏ đó là quanh vùng 4.35 4.4 à, cổ phiếu nó sẽ tích lũy và đi sideways ở quanh vùng này trước khi mà tín hiệu đường mã CD cần cái tín hiệu đường mã CD bắt đầu phải bẻ quay trở lại thì khi đó cổ phiếu bắt đầu mới phục hồi được à, uh, SCR, SCR công cản 8 SCR công cản 8 và như vậy là trong 3 4 tuần gần đây thì nó vẫn chưa thể công nổi cái vùng cản này và phiên ngày hôm nay thì nó đã có một cái điểm test lại quanh vùng 7.5 như vậy khả năng tuần tới thì cái điểm 7.5 là nó, nó sẽ test lại đến nơi trong trường hợp nếu như cái điểm 7.5 này mà nó không giữ được thì cái điểm test sâu hơn nó sẽ quay trở lại ở đây đó là vùng 7 đến vùng 7.3 đối với SCR thì chúng ta cũng đã có những cái vùng gom ở dưới này tương đối là thấp nên là chúng ta cũng không có sợ lắm đó Và vùng 8 là vùng cản thì tùy khẩu vị các anh chị có thể chốt bớt rồi lanh quanh le ve về đến vùng 7 7.3 7.5 thì các anh chị có thể thu gom lại cái vùng chốt trong cái thời điểm ngắn hạn thì có thể là đánh ngắn như vậy Uh, chốt thì chúng ta chốt một phần thôi Ví dụ chúng ta chốt đi khoảng 30 phần trăm thì sau đó chúng ta lại mua lại 30 phần trăm còn 70 phần trăm cái gốc chúng ta vẫn giữ nguyên LDG um, thì vẫn đang khả năng là vẫn đang trong quá trình thanh tra thôi 4 đến 4.2 vẫn đang giữ tốt thì như vậy là khá là ok Đấy, tuần này cho các anh chị xem con DRH này con DRH này đánh rất là hay đấy các anh chị thấy đánh sướng không ạ đấy. Uh, cứ lanh quanh level một nhịp khoảng tầm 10 15 phần trăm luôn Đấy, nhịp này chốt ở vùng 5.8 đẹp như gọi là đẹp như hoa hồng hay đẹp như đẹp như tiên đó đúng không ạ bởi vì sao đấy vùng cản kỹ thuật đây và phiên ngày hôm nay lại có 5.34 vào một ngày đẹp trời tuần tới không cẩn thận lại có vùng 4849 đó là về đến vùng này như vậy là em em lại bung tiền em mua chốt rồi đấy, chốt ở vùng 5758 rồi để về đến vùng này em lại bung tiền em mua đó, à, về đến vùng này bung tiền em mua thì em mua xong thì biết đâu nái nó lại làm vòng nữa thế là thôi là là cứ quay đi quay lại và anh chị nhìn thấy là từ đầu năm 2023 ba à, nếu như chúng ta đánh DRH thì chúng ta làm được một vòng hai vòng ba vòng bốn vòng năm vòng sáu vòng rồi và khả năng là tiếp theo là sẽ vòng thứ bảy à, mỗi vòng cứ 10 phần trăm 10 vòng làm 50 70 phần trăm cũng đẹp con CCL này cũng khá là hay, CCL hiện tại cũng đang đưa vào tầm ngắm ở tầm trung và dài hạn. À, bởi vì khi mà cái tín hiệu tạo lập của con CCL này nó đánh cũng tương đối là tốt. Đấy, nó đánh khá là tốt, nó đánh từ vùng 4 đúng không? Và lên được tận vùng 16. Thì nhịp này cũng như vậy thôi, CCL nó đang tích lũy và uh, sau một cái giai đoạn nó tích lũy đây này, nó sóng tăng một nó đẩy lên được vùng 6.35 và nó hình thành ở đây một cái hình thành một cái biên tích lũy khá là dài. Và bắt đầu uh, bắt đầu từ tháng tư thì cái dòng tiền bắt đầu đánh khá là tốt mã cổ phiếu lơ và nó bắt đầu đẩy thoát vượt vùng 635 và sau khi vượt thoát 635 thì cái xu hướng nó sẽ gì nó sẽ quay trở lại 35 và sau đó thì có thể vùng 6 và thậm chí có thể vùng 5.7 nhưng vùng 5.7 thì hùng không có đề cao đó thì cái cách là gì chúng ta cứ từ từ chúng ta thu gom à, không có gì phải vội cả và đối với những cái mã mã cổ phiếu chiến lược mà chúng ta đánh trên chạc kỹ thuật tuần thì các anh chị lưu ý là chúng ta cứ à, ung dung từ từ đó. chiến rồi nhóm thép sẽ đi phân tích uh, nhanh gồm mã cổ phiếu hòa phát hòa phát ở đây vùng cản kỹ thuật ở vùng 22 đến vùng 22.5 ở tuần vừa qua nó vẫn chưa thể bứt thoát qua chính vậy nên là nó đang có xu hướng quay trở lại test và với cái điểm test kỹ thuật này thì tuần tới lại ngắm lại vùng 21.4 và điểm sâu hơn thì nó như cái bản tin phân tích tuần này thôi đây nó cũng đánh từ vùng 2 và nó diện nó quay lại nó test cung thì uh, ông em bên này cũng như vậy thôi đấy nó cũng kiểu kiểu như thế đó này hsg hoa sen <laughs> hoa sen ở đây có vùng cảnh kỹ thuật vùng 16.5 và à, tuần này thì nó cũng không thể bứt thoát qua được và nó lại quay về vùng chỉnh cung kỹ thuật vùng 1 thì quanh vùng 16 vùng 2 như lại 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 về lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần trước đó là vùng 15.3 phiên ngày hôm nay là một cây doji Đó, tương đối là là sau một cái điểm chỉnh dài nó xuất hiện một cây doji như vậy là một cái tín hiệu kỹ thuật cũng tương đối là khả quan tuần tới mà không thủng 15 ba thì như vậy là chúng ta lại bắt đầu tính toán một cái nhịp hồi nkg có vùng cản kỹ thuật ở trong tuần thì đối với nam kim nam kim thì các anh chị có thể sâu chuỗi lại trong bản tin tuần trước nữa cơ khi đó thì có dự báo cái khả năng chỉnh cung kỹ thuật của Nam Kim một quanh 14.3 và sau đó thì chúng ta có kỳ vọng một cây nến là Nam Kim sẽ bứt thoát khỏi cái vùng 15. Và khi nó bứt thoát khỏi vùng 15 thì nó sẽ hướng lên vùng 15.5 và có thể thậm chí là nhịp này có thể kỳ vọng lên vùng 16.3 đến vùng 16.5. Tuy nhiên là vùng 16.3 16.5 không đạt được và cổ phiếu này bắt đầu lại quay trở lại chỉnh cung. Như vậy thì lại lại đây thôi, lại 14.3 14.5 lại 14 3 14 5 tuần tới tích lũy lại ở vùng này và về hỗ trợ thì có thể canh à, chúng ta thu gom thêm và về đến đây những cái vùng kháng cự ở trên này thì canh mà bán bớt đi. Đó, à, tư duy như vậy thôi. Ở à, VGS, VGS nhịp này đánh tương đối là tương và những cái vùng thu gom 11.5 12 12 2 đây thì quá là tuyệt vời rồi. Tuần này dự kiến chỉnh cung nhưng nó cũng không có chỉnh cung cho và nó thì nó vẫn tiếp tục đi ở trên vùng 14.5 như vậy là khá là tích cực đối với anh chị em mà cầm đang cầm thì chúng ta lưu ý là vùng 14 14.35 Cổ phiếu không thủng ở vùng này thì cứ cầm thêm và khả năng thì các anh chị có thể canh gom thêm một ít đang cầm vị thế canh gom thêm một ít bởi vì nhìn về mặt ý đồ thì cái cái xu hướng khả năng nó sẽ kéo về vùng 18 và nhịp này mà nó khỏe khỏe hơn thì nó sẽ kéo về khoảng quanh vùng 20 đến khoảng vùng 21 đó là khỏe khỏe hơn lên đây và khả năng về đến đây thì nó mới bắt đầu nó mới tắt cái 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 nhịp nhịp sóng này như vậy thì chúng ta dự báo đây là gì như vậy là nhìn về tương lai thì nó vẫn đang khá là tốt như vậy là chúng ta vẫn đang còn những cái điểm mua ở đây đó thì các anh chị nếu mà mua mới thì tích từ từ đó quanh vùng 14 14 35 mới tích từ từ còn với những cái tài khoản mà chúng ta đang có vị thế rồi chúng ta có thể mua thêm và cứ qua quá trình là chúng ta mua thêm thì chúng ta bán đi mua thêm bán đi mua thêm bán đi cứ như vậy thôi TLH TLH phiên ngày hôm nay tín hiệu khá là tốt không giữ được cao nhất ở vùng 8.5 nhưng ít nhất là chúng ta bắt đầu có gì có vùng mua quanh vùng 8 vùng mua một là quanh vùng 8 anh chị nhá vùng mua một quanh vùng 8 vùng mua hai quanh vùng 7.5 nói chung là từ 7.5 đến vùng 8 các anh chị cứ đặt cái lệnh TCO á, lệnh điều kiện á, để các anh chị thu gom và uh, theo quan điểm của hùng thì nó cũng chỉ chỉnh cung về quanh đây thôi và sau đó thì nó bắt đầu lực cầu nó sẽ bắt đầu nó vào uh, cổ phiếu TVN uh, TVN ở đây thì quanh vùng 5.5 anh chị nhé 5.5 5.6 5.7 anh chị mua dần đi bởi vì sao bởi vì là nó đỡ vùng 5.6 này à, theo quan điểm đấy nó nó đỡ khá là tốt như này thì khả năng cái việc mà nó đạp thâu nó cũng không có nên là tuần tới thì các anh chị canh ở vùng 5 5 5 6 5 7 anh chị thu gom dần dần à, chờ đợi một cái ngày nào đó nó đẹp trời và nó đánh vượt thoát vùng 6 7 thì khi đó thì chúng ta bắt đầu một cái hành trình sóng tăng mới và sóng tăng này cũng là sóng tăng tuần và sóng tăng rất là mạnh sau đó à, bởi vì sao chúng ta nhìn ở đây đấy TVN nó một nhịp đánh từ vùng 6 đến tận vùng 18 và thậm chí là vùng 20 Ok thì nhịp này cũng như vậy thôi nó bắt đầu hình thành một cái 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 chân sóng mới ở đây và khi nó bắt được cổ phiếu ở chân sóng thì như vậy là chúng ta sẽ rất là dài à, nhóm ngành vật liệu đầu tư công ô hôm nay chậm nhỉ chắc là nói hơi kỹ Ờ à, đối với KSB KSB ở đây là vùng 26 27 này vùng kháng cự này bán bớt đi và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 24 .5, 24 24.5 thì vùng này có cái canh thu gom thêm như vậy thôi PLC ở đây tuần này thì PLC đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 3435 năm đây là vùng cản kỹ thuật cái bán bớt đi à, còn vùng gom ở đó à, vùng gom kỹ thuật của nó ở khoảng quanh vùng 31 đến khoảng vùng 32 BCC tuần này không thể vượt thoát được vùng 12 và như vậy ở đây thì nó bắt đầu có cái tín hiệu đi ngang khả năng như vậy là nó hơi đuối hơi đuối anh chị nên là tuần tới thì cái xu hướng chủ đạo của nó nó vẫn sẽ phải test lại được ở khoảng nó sẽ phải phải test lại ở khoảng quanh vùng 11 11 2 11 2 ở đây tích lũy ổn định rồi thì bắt đầu nó lại kéo tiếp lại vào quanh vùng 12 12 3 HT1 hiện tại cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến đâu nhìn chung thì ở đây là tuần trước thì nó va vại va lại cái vùng cản 14.5 14.7 trước đây nó là hỗ trợ thì bây giờ nó trở thành vùng kháng cự và tuần này thì chủ đạo nó đang chỉnh cung à, uh, phiên ngày hôm nay thì nó có rút chân lên. Uh, tuy nhiên điểm rút chân này thì nó cũng không thuyết phục lắm đâu. Uh, nhìn chung thì khả năng nhịp này thì nó sẽ quay trở lại uh, 13.5 và điểm sâu hơn thì phải tính toán như các bản tin tuần trước đó là vùng 12.7 đến vùng 13. Uh, nhóm đầu tư công thì chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu VCG. Uh, VCG tuần trước ở đây chúng ta cũng đã phân tích rồi vùng kháng cự gặp kháng cự thì nó sẽ phải chỉnh cung và điểm chính cũng kỹ thuật 35.3 đến 35.5 đến vùng 36 thì tương đối là thành công ở trong tuần này khi mà phiên ngày hôm nay nó đã lấp lại được cây nến giảm của phiên ngày hôm qua như vậy thì cũng kỳ vọng nho nhỏ thôi bây giờ sẽ kéo lại vùng 38 35.5 về đến vùng này chỉnh cung và căn cứ tín hiệu chỉnh cung thì chúng ta sẽ phân tích tiếp cái khả năng để mà VCG đi tiếp Uh, CNC4 tràm chạm cản vùng 13, 13.5 thì nó sẽ chỉnh cung thôi Đây là một cái sự chỉnh cung rất bình thường vẫn là vùng cản mà đúng không anh chị Đây là vùng cản mà đã để ở đây rồi Cản ở đây rồi Và gặp cản thì nó phải dừng lại thôi Và điểm dừng 1 nó test về 13 Và điểm dừng 2 thì nó đang test lại về mùng 12, 3, 12 năm Theo quan điểm là khá là ok Như vậy thì tuần tới khả năng là C4G sẽ tích lũy Ở vùng 12, 3, 12 năm Và trên góc độ kỹ thuật thì mình vẫn kỳ vọng Trong nhịp này C4G sẽ đánh tiếp Tức là nó sẽ tiếp tục công lại cản 13 năm và nó sẽ nhả lại một nhịp và nhịp nhả đấy nó phải không thủng vùng 13 Không thủng vùng 13 thì khi đó chúng ta mới có thể ngắm lên cái target kỹ thuật ở vùng 14.5 đến khoảng vùng 15 Còn vùng 13 mà thủng đi rồi thì chắc chắn nó sẽ về vùng 12.3, 12 năm và vùng 12.3 mà thủng đi rồi thì chắc chắn nó sẽ về vùng dưới này Đó như vậy là gì để mà cổ phiếu mà đi lên được những cái vùng uh, Cao Thì chúng ta sẽ cần uh, Tương đối uh, nhiều các cái tín hiệu kỹ thuật uh, phụ hỗ trợ cho nó ở LCG trong thời điểm hiện tại thì không có nhiều đột biến hỗ trợ kỹ thuật 11.2 và vùng kháng cự ngắn của nó là vùng 2.5 à, Tuy nhiên nếu chúng ta ngắm ở trên trạc kỹ thuật tuần thì cũng đang mơ hồ thôi cái này là mơ hồ thôi các anh chị nhé mơ hồ thôi mơ hồ về một cái kịch bản có khả năng xảy ra đó là nhịp một thì nó đánh từ vùng 4 lên đến vùng 12 như vậy là 43 12 cũng ba ba lần sau đó thì nó sẽ chỉnh cung và cái nhịp này thì cũng đang nhìn thấy là cái tính tạo lập nó đang giữ khá tốt ở vùng 10.6 và vùng 10.6 không thủng thì khả năng nó sẽ đánh tiếp nhịp 2 Tức là nó sẽ đánh từ vùng 10 lên khoảng quanh vùng 16 Đó, thì đấy là cái dự kiến như vậy Và để mà cái tín hiệu này xảy ra Thì nó sẽ cần những cái điều kiện gì Ví dụ ít nhất là tuần tới Hoặc các cái tuần tiếp theo á, Lực cầu tuần nó phải đáp lại khoảng tầm từ 60 đến 80 triệu cổ phiếu trên một phiên Thì đấy sẽ là những cái tín hiệu Mà à, LCG sẽ tiếp tục uh, cho chúng ta cái chỉ dẫn tiếp theo Đấy G36 uh, nhịp rồi đánh tương đối là tương Và như cũng có phân tích ở đây uh, Trên trạc kỹ thuật ngày thì đây này L36 chạm cái vùng uh, 9.1 9 này à, thì nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật lại và trong tuần trước thì nó khi mà break qua thì nó sẽ có xu hướng test lại ở vùng uh, cản cái thuật 78 đến vùng 8 và tuần này nó test những cái đến test này là tương đối khỏe các anh chị và kết tuần ở vùng 8.6 còn ở trên góc độ cái thuật tuần đây view như anh chị thấy thì cái kỳ vọng nó chỉ nho nhỏ như thế này thôi đó ok các anh chị uh, nó chỉ nho nhỏ như thế này nho nhỏ có nghĩa là gì sau một cái giai đoạn mà gì ạ nó đã hình thành được uh, một nhịp chỉnh và bắt đầu một sóng tăng và sau tháng sóng tăng đó thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn về vùng 8 Cản 8 thì nó chính thức là bừa qua Và như vậy thì khi mà một cái nhịp đi tương đối dài và nó break quản 8 ở đây Thì nó sẽ có xu hướng gì Test lại 8 Test lại 8 thành công thì nho nhỏ như vậy thôi Lên khoảng tầm vùng 20 8, 2, 16 8, 2, 16 8, 3, 24 tám ba đó tùy đấy là góc nhìn hùng thôi còn các anh chị có thể nhìn như thế nào đấy là tùy mọi người nha không lại bảo là lùa gà buồn cười thật cái câu nói đấy rất là vô duyên câu nói đấy nó chứng tỏ rằng là người cái con cái người nói ra cái câu nói đấy nó không có chất gì cả tức là nó không có kiến thức và vô hình dung là ngộ nhận mình là con gà để người khác lùa đó rồi, đối với nhóm ngành dầu khí các anh chị, nhóm ngành dầu khí PLX thì không có gì nó đột biến cả. PLX thì ở đây, hiện tại thì vẫn đang loanh quanh ở vùng 37, vùng 38 thôi. Nhưng trong tuần này thì nó có thêm, nó có cái tín hiệu của thằng PVS và PVD. Thì sẽ phân tích cái thằng PVS trước. Lực cầu tương đối bất thường. Lực cầu tương đối bất thường và PVS đã thủng, thứ nhất là thủng vùng 27 trong tuần này. Và tiếp tục là nó đã đánh kịch khung ở vùng 28 cộng và với PPS một cái lực một cái cây nến đánh dài như vậy á thì khả năng đây này sau một cây nến đánh dài thì thông thường nó còn có một cái độ hồi. Cái độ đàn hồi đó thì nó sẽ hướng lên được theo như hùng nghĩ thì nó sẽ khoảng vùng 29. Nó sẽ hồi khoảng vùng 29 đến khoảng vùng 29.5. Tức là lên đến cái vùng này thì nó bắt đầu gì nó sẽ bắt đầu nó sẽ chỉnh cung và nó test lại và nếu như nó test thành công không gãy vùng 28 thì PPS cũng sẽ bắt đầu một cái sóng tăng sóng tăng tuần thì ở đây này cái thời điểm mà khi mà các anh chị có thể xem những cái bản tin rất cũ của hùng ở phía trước ở đây thì khi mà PPS xuất hiện một cái đến tuần như này thì hùng đã mường tượng một cái khả năng là nó sẽ đánh lên vùng 28.5 và nó bách bách cản vùng 28.5 thì nó sẽ đánh lên vùng 32 và mắc của cái xu hướng này nó sẽ đạt đỉnh ở khoảng quanh vùng 37 đến vùng 38 đối mã cổ phiếu PPS thì ở đây nó bắt đầu nó bắt đầu mường tượng cái cái kịch bản mà chúng ta nói đến mã cổ phiếu PVS là nó bắt đầu nó bắt đầu nó bắt đầu xuất hiện cái 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 khả năng này nên là tuần tới thì với những cái tài khoản cầm PVS thì chúng ta cầm thêm và chúng ta sẽ xem cái độ test tức là thứ nhất là cái độ độ rơ của nó là nó đẩy lên đây và nó test lại đây đó thì ví dụ như nó test xong nó test lại vùng 27.5 đến khoảng vùng 28 ở đây nó test thành công ở vùng này thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ canh gom thêm mua thêm PVS bởi vì khi đó thì cái xu hướng của kỹ thuật của PPS là nó đã đang hướng về cái hướng tăng tuần ở cổ phiếu thứ hai là mà cổ phiếu PVD cũng như vậy PVD trong tuần này cũng đã có một cái tín hiệu kỹ thuật cực kỳ tốt và hiện tại á, thì PVD đã chính thức là đâm thủng cái vùng cản kỹ thuật 23.3 ở đây trong cái phân tích kỹ thuật của cá nhân đồng Lê và khi mà nó hình thành một cái phân kỳ tăng ngắn ở đây thì ông đã có phân tích khá là kỹ cái ý đồ của PVD đó khá kỹ cái ý đồ của PVD ở khoảng quanh vùng 20.5 đến vùng 20.7 các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần đó Và từ vùng này thì chúng ta sẽ đẩy lên vùng 22 à, Vùng 22 sau đó thì chúng ta sẽ đẩy lên vùng 23.3 Và tuần này thì chính thức là nó đã bất, cản Thì ở đây PVD nếu mà xét về góc độ kỹ thuật Thì khả năng tuần tới nó có xu hướng test lại vùng 22.7 đến khoảng vùng 23 Và nếu chúng ta xét ở trên góc độ kỹ thuật tuần Thì như vậy ở đây nó cũng đang rất là hay rồi đó. Khi mà ông có à, Nếu mà ông nhớ không nhầm thì những cái hình ảnh này Là ông đã vẽ các anh chị ở trong những cái bản tin cũ rồi và PVD hiện tại nó đang đi một cái sóng tăng mà sóng tăng này cũng khả năng là khủng hoảng các anh chị, sóng tăng khủng á. Về vùng 24 nó chỉnh lại nó đạp lại và bây giờ nó bắt đầu bắt đầu cái xu hướng, đó, bắt đầu cái xu hướng là gì? Bươn lại vùng 24 cộng đây và nó ốp qua cái vùng 24 cộng ở đây thì đấy sẽ là một cái sóng tăng rất là hay. Và sóng tăng này thì như vậy nó sẽ hướng tới PVD một cái đích đến ở khoảng quanh vùng 20 đến khoảng vùng 30 đấy là cái đích đến của Pvd khi mà nó đã vượt lên sóng tăng tuần và lực cầu của tuần này bắt đầu được đẩy lên cao và các anh chị lưu ý này đây này đấy và ở đây cũng như vậy ví dụ tuần tới nó bắt đầu đẩy lên 65 triệu này mà 50 triệu sau đó 60 triệu và 65 và nó cái lực cầu này nó càng đẩy lên cái cao trào mới thì như vậy cổ phiếu càng tăng tốt À, BSR thì uh, cũng chưa có nhiều các cái tín hiệu đột biến đâu xem là trên trạc tuần thì cũng BSR cũng đang khá là hay đấy không cẩn thận ở BSR cũng sẽ uh, nó chỉ còn cái cản ở đây thế này nó le ve cái cản ở đây 17.4 như thế này đó mà bứt được cái cản 17.4 này thì BSR cũng rất là hay còn hiện tại thì chúng ta đang uh, ngắm ở trên trạc cái tuần ngày thì trên trạc cái tuần ngày hình thành và nó đang hướng về vùng cản 168 đến vùng 17 à, nhìn về xu hướng kỹ thuật này thì cũng tương đối là tốt khả năng tuần tới sẽ ngắm về vùng 7.4 đến vùng 10 17.4 đến khoảng vùng 18 khả năng nhịp này thì sẽ đánh lên bởi vì tín hiệu của nhóm nhóm P hiện tại cũng đang tương đối là ok oi ở đây à, oi ở đây này vùng 8.9 này xong nó đẩy lên vùng 9. mấy đây 9.3 này xong rồi test về 9.2 ổn định này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm ở đây là cái cản của nó ở đây thôi oi thì hiện tại chưa có nhiều vùng 9.8 vùng 9.9 đến vùng 10 đây là vùng mà kháng cự của cổ phiếu oi à, nhóm ngành banh thì cũng sẽ phân tích cho cho anh chị một số các cái mã cổ phiếu mà nó đang có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là ok à, đối với stb như vậy là sau một cái thời gian mà stb đi sideways và nó không thủng cái vùng 24 và tuần này thì nó bắt đầu có cái tín hiệu là nó vượt thoát lại vùng 27 với tín hiệu lực cầu bắt đầu được cải thiện tương đối tốt Tín hiệu đường mã CD ok, như vậy là khả năng thì STB sẽ hướng về vùng 3x ở trong nhịp này, các anh chị lưu ý, khả năng là như vậy. Uh, tiếp theo thì cổ phiếu Techcombank, Techcombank hiện tại cũng uh, đang hình thành được một cái nhịp ở đây là nhịp tích lũy và lực cầu thì nó cũng bắt đầu có cái xu hướng đẩy lại ở khoảng quanh vùng 7 đến tầm 9 triệu cổ phiếu trên một phiên. Ở đây có một cái phân kỳ giảm ngắn và hiện tại thì Techcom đang tích lũy ở khoảng quanh vùng 29.2. À, tuần tới thì khả năng với cái đạt tích lũy này và lực cầu tiếp tục được đẩy vào thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng cản 30.5 đến khoảng vùng 31 và chờ đợi tín hiệu mà nó kéo qua được cái vùng 31 thì cái đó chúng ta sẽ phân tích tiếp. À, đối với MBB, MBB trong tuần trong thời gian tuần vừa qua thì cũng bắt đầu xuất hiện một lực cầu khá là tốt từ đánh được khoảng tầm 13 đến tầm 20 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là khá là ok và nó cũng bắt đầu nó công lại cái vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 18.9 đến vùng 9 sau khi công cản xong thì nó quay trở lại trả cung à, điểm trả cung kỹ thuật ở đây chúng ta sẽ tính toán nó khoảng quanh vùng 18.3 đến vùng 18.5 và cái xu hướng kỹ thuật thì như vậy là tuần tới thì MBB sẽ tiếp tục công lại cái vùng cản 18 8, 19 và bứt được cái vùng 19 thì cái đó thì chúng ta sẽ ngắm lên cái vùng cản cao hơn ở đây đó là quanh vùng 20.3 20.5 ở đây đó thì ở đây cái, cái cách đi của MEB khả năng nó sẽ đi theo như này ờ uh, TB Bank thì vẫn tiếp tục cầm thôi uh, trước mắt thì nó vẫn đang hướng về vùng cản 24.5 và khi nào bứt được cái vùng 24.5 rồi thì đó chúng ta sẽ đi tiếp tục chúng ta sẽ đi xây target cổ phiếu SHB là một mã cổ phiếu chiến lược uh, trong cái thời gian mà chúng ta phân tích định hướng à, uh, đó khi SHB uh, xây cái vùng 9.8 đến vùng 10 ở đây thì cũng đã nâng được cái target mắc của nó lên vùng 12 trên 12 và bắt đầu nó chỉnh cung điểm chỉnh cung này thì ở vùng 10.6 10.8 khuyến nghị thu gom thêm và uh, trong tuần vừa qua thì SHB đã có điểm test kỹ thuật quanh 11 4 khá đẹp đóng cửa vùng 1.8 với lực cầu bắt đầu có xu hướng cải thiện đồng thời tín hiệu đường ma bắt đầu Uh, có xu hướng hướng lên và các anh chị nhìn thấy lực cầu bắt đầu có cái sự cải thiện rất là tốt phiên ngày hôm nay 35 triệu và có thể tuần tới nó sẽ đẩy lên 40 50 60 triệu cổ phiếu trên một phiên hướng lại vùng cản 12.2 và hướng lại vùng này sau khi mà vùng này mà nó uh, nó bớt được nó bớt được cái vùng cản cái thuật 12.2 đó thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm uh, lên vùng 13.8 đến vùng 14 và tại vùng 3.84 thì cũng đang kỳ vọng là nó sẽ đánh cả lại một tí ở vùng 3.8 và sau đó thì tiếp tục một cái hành trình. Và uh, nhìn về mặt ý đồ, nhìn về mặt ý tưởng thì uh, SHB khả năng sẽ đạt max target ở cái nhịp sóng này sẽ ở khoảng quanh vùng 18. Đó và hiện tại thì tay to nó cũng đang quẩy rồi và cái dòng tiền bắt dòng tiền lớn là đã bắt đầu nó đánh nó bắt đầu vào rồi. Và khi dòng tiền lớn bắt đầu vào thì như vậy là một cái sóng mà cổ phiếu đánh nó sẽ rất là dài sau đó. Các anh chị yên an tâm là như vậy. Cổ phiếu VIP cũng rất là hay. VIB ở trong thời điểm hiện tại thì đây, chúng ta view ở trên trạng ngày một tí đi. <laughs> quanh vùng 20.3. Đó, sau nhìn ở vùng 20.3 thì VIP bắt đầu có một cái lực phục hồi lên và lực phục hồi này thì cũng đang ngắm lại vùng cản kỹ thuật 22, khả năng sẽ chỉnh cung nhẹ nhàng. Ở đây thì sau một cây nến đẩy mạnh này thì VIP đang test cung khá đẹp. nếu nhìn về góc độ như thế này thì tuần tới nó sẽ trả lại khoảng cung ở khoảng quanh vùng 21. .3. 21.7 ra 21.2 ở vùng 21. 2 21.3 gì đó sau đó thì nó sẽ tiếp tục kéo một cái lực tiếp theo và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm uh, nhịp này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản ở vùng 23 đến khoảng vùng 23 2 <laughs> Ok bây giờ thì mình sẽ đi uh, phân tích uh, sang nhóm ngành chứng khoán thị trườngị thì nhìn chung về về nhóm ngành chứng khoán thì vẫn đang tương đối là tốt anh chị trên nhóm ngành chứng khoán thì cũng có phân tích cho anh chị những góc độ gọi là góc độ đến tuần góc độ đến tuần thì đây cũng sẽ lần lượt review cho anh chị để chúng ta thấy được những cái tín hiệu khá là tích cực thì đối với VCI như vậy là tuần vừa qua thì VCI đã chính thức bứt khỏi cái cản chéo ở đây và sau những nhịp test kỹ thuật ở quanh vùng 31.5 nếu mùng vùng 32 tương đối đẹp, một cây nến đẩy dài và lực cầu bắt đầu uh, tiến lên mạnh mẽ. Tín hiệu đường MACD hướng lên như vậy là cổ phiếu nó sẽ bắt đầu vào một cái chu kỳ tăng trưởng. Uh, tuần tới nó sẽ test lại quanh vùng 33 không thủng um, thì nó sẽ hướng cản 35, bởi cản 35 thì sẽ hướng về cản 38 và uh, đối với nhóm ngành chứng khoán thì cũng đang có cảm nhận là gì? Nó đang vào một cái sóng tăng tuần và sóng tăng tuần này thì nó khi mà cổ phiếu vào sóng tăng tuần thì nó sẽ tăng rất là dài ta lưu ý như vậy về xe ai tốt SSI cũng như vậy SSI ở đây bây giờ đang va vào vùng cản 23.5 đến vùng 24 và vùng cản nó chỉnh cung đồng thời nó cũng test vùng hỗ trợ 2.4 khá đẹp không thủng và nhìn trên trạc kỹ thuật tuần Ờ, trên trạc kỹ thuật tuần thôi nhóm ngành chứng khoán nó sẽ phân tích trên trạc kỹ thuật tuần cho nó dễ đó Tên trại kỹ thuật tuần thì vùng tới tuần tới vùng 22.4 không thủng thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái target kỹ thuật của SSI lên khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 25.5 cổ phiếu HCM cũng như vậy HCM chúng ta cũng ngắm ở đây là ngắm trên trại kỹ thuật tuần vùng 24.5 vùng 25 nó đang tích lũy tương đối là đẹp nó nó đang tích lũy tương đối là đẹp à, và ở đây thì nó đây nó cũng đang có một cái cản chéo nhỏ nhỏ này và nó cũng cần phải bứt thoát vượt lên khả năng tuần này cái xu hướng tiếp theo thì nó sẽ hướng về được cái vùng cản ở khoảng quanh vùng 28 Cổ phiếu VND, VND thì đây nó cũng như vậy thôi, VND thì trong thời điểm hiện tại nó đang tích ở trên chạc tuần 14, 14.5 Tuần tới khả năng về mặt xu hướng, đây, đây về mặt xu hướng thì nó tiếp tục ngắm cản 16.5, 16.7 và 16.8 Cổ phiếu SHS SHS <laughs> là thu gom thêm được các anh chị này, tuần này nó chỉnh cung khá là đẹp đấy Uh, nó test về vùng 10.5 cực đẹp luôn quanh vùng 10.5 10.6 này đấy là vùng thu gom khá là hay sau cái nhịp thu gom ở đây là vùng 9.6 đến 9.8 này đó thì tiếp tục là sẽ có thêm cái nhịp thu gom ở đây này uh, nhịp thu gom này thì chúng ta sẽ ngắm cản 12 đó bay được cản 12 thì sẽ đi xây tiếp <laughs> MBS trong tuần thì chủ đạo là gì công cản ở đây 18 18.5 đây cái nến ngày thứ hai nó công cản nó công không thành thì nó lùi lại nó chỉnh cung điểm chỉnh cung ở đây thì khoảng quanh vùng 16 8 vùng 7 chúng ta sẽ chờ đợi trong tuần tới chúng ta phân tích thêm. SBS đang cực đẹp. Nó đang đỡ ở vùng 69 khá là đẹp. Trong 2 tuần gần đây đỡ ở 6.9 khá đẹp. Lực cầu tương đối ổn định quanh 3 triệu ở phía trên một phiên. Mục tiêu thì vẫn ngắm thôi, vẫn ngắm ở đây là vùng 8 đến vùng 8.5. VX VX cũng trong tuần vừa qua cũng có một nhịp kéo tương đối tương bừng về vùng 10.5. Uh, tuần trước thì bứt cản 9.3 về 10.5 và bây giờ tuần này trả cung và tuần tới các anh chị lưu ý vùng 93 năm có thể bắt đầu góp nhặt thêm một ít để chúng ta uh, ngắm lại cản kỹ thuật ở nhịp này nó sẽ ngắm về khoảng quanh vùng 11, lực cầu vẫn đang đánh tốt lắm. Cầu đang đánh khá là tốt. Uh, tín hiệu đường MA thì vẫn đang khá là ok. AGR hiện tại thì uh, tạo lập họ cũng đang đỡ, họ cũng đang đỡ ở vùng 11 chấm 8 đến vùng 12 tốt à, với lực đỡ như này thì kỳ vọng ở đây đó là vùng 13 3 13 6 đó là vùng cản kỹ thuật tiếp theo của AGR APS <laughs> APS đối với cái con APS này các anh chị đừng có đua xanh đua xanh thì chỉ có chết thôi tất nhiên là chết ngắn hạn thôi chứ còn chết dài hạn thì khả năng không chết bởi vì nhịp này APS cũng đang vào những cái guồng rất là hay rồi ở đây thì vùng hỗ trợ kỹ thuật 13, 6, 14 đó là những vùng quanh 14 thì các anh chị có thể thu gom ở nhịp này, gom thêm ở nhịp trước là chúng ta đã phân tích ở cái vùng 11, 7 à 11, 7, 12 rồi và nhịp này thì gom thêm ở quanh vùng này, quanh vùng 14 và uh, kỳ vọng uh, sơ sơ thì ngắm về khoảng 18, khỏe hơn thì khoảng quanh vùng 20 uh, VDS hiện tại thì cái xu hướng cũng đang khá là đẹp đó sau khi mà test tuy lý thành công ở vùng 10, vùng 10.1, 10.3 tuần này thì nó bắt đầu công lại công cản 11 và kể đến ngày hôm nay thì nó đẹp này, nó test lại vùng một sau đó nó rút chân lên và với cái việc mà nó rút chân như vậy lực cầu vẫn đang duy trì tương đối ổn định ở khoảng quanh vùng một triệu rưỡi đến 2 triệu cổ phiếu trên một phiên thì như vậy chúng ta có thể kỳ vọng nhịp này 12.5, 12.5, 12.8, 13 nói chung là lên lên ở vùng này. Ờ, uh, ORS ở đây, ORS ở đây thì um, đây là cả ba đến 14 Còn uh, hỗ trợ cái thuật uh, tuần vừa qua nó cũng test đẹp, nó đỡ khá là tốt ở vùng 12, 8, 13 Như vậy thì uh, hỗ trợ thì canh mua về đến vùng kháng cự này thì có thể canh bán đi một tí còn nhịp này thì uh, sơ sơ thì khả năng là cũng đang ngắm, ngắm về mặt xu hướng của RS Khả năng sẽ đánh về khoảng quanh vùng 16, 16.5 đến vùng 17, 17.5 đây Tức là đây là cái vùng cản mạnh của nó, thì ở uh, vùng dưới này chúng ta thu gom Và lên đến vùng này thì chúng ta canh để chúng ta chốt, đó Chúng ta chốt dần cho đến ngọn, <laughs> như vậy thôi Rồi, uh, như vậy là danh mục cổ phiếu thì bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây Bởi vì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian và chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ hai đó là nội dung view lại cái tuần phân tích vừa qua và có một vài dự báo về xu hướng của tuần mới xu hướng tuần mới các anh chị thì trên bản tin phân tích tuần thì hùng đã có phân tích ở đây đó là gì dự báo về mặt xu hướng chỉnh cung kỹ thuật của chỉ số vn30 đó là nó sẽ test lại quanh vùng 1061 để khoảng vùng 1063 sâu hơn thì sẽ ở 1055 đến 10 lẻ uh, năm 1055 đến 1057 uh, phiên giao dịch của ngày thứ hai thì uh, thì thị trường chúng ta đã tạo một cái gap rất là hưng phấn và nó đạt được lên đến cái vùng kháng cự ở 1080 như vậy vùng kháng cự tương đối là mạnh các anh chị vùng kháng cự tương đối là mạnh và từ đây thì nó bắt đầu đi lấp gáp và điểm lấp gáp đầu tiên thì nó lấp về vùng 1070 đó điểm lấp thứ hai thì nó lấp về uh, 1066 và đến phiên giao dịch của ngày 18 thì chính thức là nó lấp lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần đó là quanh vùng 1061 đến 1063 và đối với chỉ số VN30 thì nhìn chung là tuần này nó đỡ khá là tốt ở vùng 1061 đến vùng 1063 và hiện tại thì nó điện nó chưa bị thủng cái vùng này đó, đồng thời thì nó cũng đã công được cái vùng cản kỹ thuật 1075 đến vùng 1080 Uh, như vậy xét về mặt uh, xu hướng kỹ thuật khả năng với lực kéo tất nhiên là lực kéo này thì lực kéo khá là vớt ở trong phiên ATC gần ATC gần ATC thì uh, uh, nó vớt vát lại một tí uh, nên là gì nên là nếu như nó có kéo tiếp thì như vậy lực kéo này nó cũng sẽ uh, tiệm cận lại cái vùng cản kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 1074 đến vùng 1076 và tại vùng cản này thì nó sẽ có xu hướng quay trở lại chỉnh cung và cái điểm chỉnh cũng kỹ thuật thì như thường lệ thôi nó sẽ test lại đây đó là vùng 1066 đến vùng 1067.5 sau đó thì nó sẽ đi lại vùng 1061 đến vùng 1063 và điểm sâu hơn thì chúng ta vẫn tính toán ở 1055 đến vùng 1057 đó là những cái biên hỗ trợ kỹ thuật tuần à, còn kháng cự tuần ở đây thì chúng ta có vùng 1080 rồi rõ ràng là như vậy và trên chạc kỹ thuật giờ thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là vùng 1080 là vùng kháng cự rất là mạnh sau đó thì nó sẽ đến vùng 1090 và cuối cùng thì sẽ là vùng 1100. Tuy nhiên là để mà lên được những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật à, vùng kháng cự trên này thì chúng ta sẽ cần thêm các tín hiệu à, phân tích ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, ngày thứ ba, đặc biệt là à, cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 1061 đến vùng 1063. Đối với chỉ số VN30F1M, đối với chỉ số phái sinh thì tuần này nó đáo hạn phái sinh và à, phiên ngày hôm qua thì nó lo mạnh để à, nó lo mạnh phái sinh tháng và phiên ngày hôm nay thì nó ghép chạc kỹ thuật phái phá sinh quý vào chính vậy nên là các anh chị nhìn thấy một cái hát một cái gáp hở rất là dài đây và sau gáp hở đó thì nó tiếp tục tích lũy thì trên bản tin phân tích tuần thì chúng ta cũng có dự báo cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của phái sinh đó là quanh vùng 161 đến vùng 163 và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì phái sinh cũng đã tạo gáp để đi lên vùng 1072 đến vùng 1075 năm vùng hỗ trợ thứ hai của phái sinh đó là vùng 1053 đến vùng 1055 thì đến phiên giao dịch của ngày hôm nay thì chỉ số phá trinh mới về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần nó về đúng vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần như vậy là trong tuần vừa qua thì phá trinh cũng đã gì công vùng kháng cự đó là vùng kháng cự rất cao ở vùng 075 đến vùng 1080 và đồng thời thì nó cũng à, test tích lũy tại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 1053 1055 nhìn về mặt xu hướng về mặt xu hướng về mặt kỹ thuật nếu như tuần tới à, có thể nếu nó, nó có tạo gáp ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó cũng sẽ chỉ kéo về theo quan điểm của mình là nó sẽ kéo về cái vùng cản kỹ thuật ở đây đó vùng một không một không mấy ta một không sáu bảy vùng một không sáu bảy đến khoảng vùng một không sáu tám ở đây sẽ là cái vùng cản kỹ thuật của chỉ số phái sinh và khi về đây thì nó sẽ có xu hướng quay trở lại test công chỉnh nền thứ nhất nó là thứ nhất là vùng một không sáu sáu thì nó là đương nhiên bởi vì đây nó là hỗ trợ thì nó sẽ test lại cái điểm này đầu tiên nhưng sau đó thì nó sẽ khả năng ấy thì cái vùng mà 1057.5 hoặc là vùng 1053 đến 1055 ở chỉ số phá sinh sẽ có xu hướng quay trở lại test cung chỉnh nền tại cái vùng này còn vùng kháng cự kỹ thuật tuần thì vẫn là vùng 1072 1075 và 1080 đối với chỉ số phá sinh đối chỉ với, với chỉ số VN Index <laughs> VN Index tuần thì Ông không có dự báo cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần của nó sẽ ở vùng 1063 đúng không ạ và sau đó thì sẽ là biên 1058 đến khoảng 1060 thì các anh chị nhìn thấy là trong phiên giao dịch của ngày 17 thì chỉ số này test về vùng 1063 trong phiên giao dịch của ngày 18 thì test tiếp tục test về vùng 1063 và tiếp tục test về biên hỗ trợ kỹ thuật 1058 đến 1060 và đến phiên ngày hôm nay thì chỉ số này cũng à, lần thứ hai quay trở về test cung kỹ thuật ở biên hỗ trợ kỹ thuật tuần ở 1058 đến 1060 như vậy là À, chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì chỉ số index cũng công vùng kháng cự mạnh ở vùng 1075 1080 đồng thời thì nó cũng đã giữ và test cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 1058 đến 1060 ở à, trên góc độ kỹ thuật trên <laughs> trên góc nhìn kỹ thuật ở đây thì chúng ta thấy rằng là à, chỉ số index đang có một cái lực long và lực long này thì khả năng sẽ tiệm cận lại vùng ở quanh vùng 1070 đến khoảng vùng 1072 ở đây thì index của chúng ta có một cái vùng kháng cự ở đây, 1070, 1072 ở đây Và khi về đến cái vùng này thì khả năng là chỉ số sẽ tiếp tục quay trở lại vùng 1063 đến 1065 để à, gì Tiếp tục kiểm tra lại cung cầu vùng này Sau hơn sẽ là vùng 1058 đến vùng 1060 để chúng ta tiếp tục phân tích và đánh giá thêm các cái Khả năng chiều tải của thị trường Và nhìn chung nếu như index của chúng ta giữ được ở vùng 1058 đến vùng 1060 là cái tốt Cái chị nhé là cái tốt Nhưng để mất đây các chị nhìn thấy nếu như ở trên trạc kỹ thuật giờ mà nó xuất hiện một cái uh, Cây nến đỏ đúng không ạ Trên trạc kỹ thuật giờ mà nó xuất hiện một cây nến đỏ như thế này uh, Cây nến đỏ của index như này thì như vậy nó sẽ là cái xu hướng rất xấu Rất xấu của thị trường và đấy sẽ là thời điểm mà chúng ta cần phải bán bớt cổ phiếu đi Bởi vì khi đó thì uh, cái, cái xu hướng chủ đạo là index sẽ quay trở lại quanh vùng 1050 đến khoảng vùng 1053 Để tích lũy tuần đó và khả năng về đến vùng này thì nó mới lo lại được đó về đến vùng này thì nó lại bắt đầu đó, xuất hiện long ở đây thì đấy là những cái yếu tố kỹ thuật mà các anh chị lưu ý đối với trên chỉ số vn index và nếu như chúng ta nhìn ở trên cái 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 gì ạ cái index ngày index ngày đây chúng ta nhìn ở trên chỉ số vn index ngày thì chúng ta nhìn thấy là đây là view to 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 ra một tí phiên ngày hôm nay á phiên ngày hôm nay thì lần thứ hai là chỉ số VN index ạ test lại vùng 1060 1063 tức là vùng 1058 đến vùng 060 này các anh chị và nó có rút chân lên nó có rút chân lên thì cái điểm rút chân này thì tạm tạm được coi là tích cực cái đã đó. Đó, điểm rút chân này tích cực và nó rút được lên trên vùng 1066 cộng là 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 đẹp đó anh chị nó rút được trên vùng đóng cửa vùng 1067 vào đây rút lên được nhà đẹp ờ, Tuy nhiên là nhìn về mặt thiên hướng đó nhìn về mặt thiên hướng ở trên trạc kỹ thuật M5 và trên trạc kỹ thuật giờ thì nó sẽ có xu hướng nó sẽ trả lại một phần đó và căn cứ cái tín hiệu trả cung tại đó để chúng ta phân tích thêm và hiện tại ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là index tuần nó sẽ có cái vùng vùng cản kỹ thuật ở vùng 1075 đến khoảng quanh vùng 1083 đây sẽ là vùng cản kỹ thuật rất là mạnh của chỉ số VN Index và khả năng nếu như trong tuần tới nó có kéo về được cái vùng này thì nó lại quay lại nó chỉnh cung thôi nó nó lại quay lại nó chỉnh cung và nó phải phải test khả năng nó test khoảng 1 đến 2 nhịp và test thành công thì khi đó thì index mới có khả năng bứt thoát cái vùng 1075 để mà đi lên đi lên cái vùng trăm 1100 ở đây này đó để đi lên được cái vùng này thì hiện tại là vẫn cái kèo lên nó vẫn còn vẫn vẫn còn vẫn còn các anh chị cửa lên vẫn còn tuy nhiên là để lên được cái đó thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta phân tích thêm cái vùng 1058 1060 10 đối với chỉ số vn index đó đấy là một vùng đệm rất là quan trọng của uh, trên trạng kỹ thuật m 5 trên trạng kỹ thuật giờ và cả trên trạng kỹ thuật ngày ok bản tin tuần này đến đây là hết và ông lê xin được uh, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tiếp theo với những mã cổ phiếu các anh chị giữ được uh, phân tích các anh chị quan tâm thì chúng ta có thể comment ở bên dưới dòng thời gian này tuần hùng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị và nhân tiện đây thì hùng lê cũng uh, trân trọng kính mời uh, anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền của tổ quốc uh, chúng ta uh, đang đầu tư uh, tại những cái công ty khác uh, đó thì cũng mời các anh chị về với team của hùng lê tại công ty cổ phần chứng khoán vps để chúng ta uh, có thêm những cái phân tích chuyên sâu có thêm những cái trao đổi một một có thêm những cái trao đổi trên nhóm có thêm những cái trao đổi trực tuyến và có thêm những cái trao đổi hai chiều giữa bản thân các anh chị nhà đầu tư với cá nhân đồng lê để chúng ta tiếp tục hỗ trợ nhau các anh chị sẽ hỗ trợ hùng thêm rất nhiều thông tin hùng cũng sẽ hỗ trợ các anh chị tất cả những cái gì mà tốt nhất tối ưu nhất có thể hỗ trợ được để chúng ta cùng đồng hành trên một cái chặng đường rất dài rất dài trên cái chặng đường đầu tư trên thị trường chứng khoán rất là khốc liệt ok nội dung bản tin tuần thì xin phép được tạm dừng tại đây